Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Soi Game, chương mục được phát sóng vào mỗi thứ sáu cách tuần, nơi chúng mình tổng hợp những tin tức kỳ lạ và sự thật thú vị trong làng game thế giới. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Superman bay dưới cống, về tựa game thưởng người chơi 1 triệu đô và về cái đầu lơ lửng trong hang động bị bỏ hoang. Hãy ngồi xuống, thư giãn và thưởng thức số Soi Game thứ 103 này nhé. Giọng nói the thé của phản diện. Mình vẫn còn nhớ cái ngày phiên bản tiếp theo của sát thủ phần cứng ra mắt, Crisis 2. Mặc dù game có thời lượng ngắn, nhưng đối với mình đó vẫn là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Thời đấy không có nhiều game bối cảnh tương lai như bây giờ, chúng ta còn được mặc quả giáp ngầu lòi nữa, ai mà chả thích. Dù vậy, sự ấn tượng đó cũng chỉ là qua YouTube mà thôi, tại vì có máy đâu mà chơi. Giờ thì khác, mình đã có thể tự tay sống lại tuổi thơ, nhờ đó mà cũng phát hiện ra một số chi tiết thú vị trong Crisis 2 luôn. Hãy để mình chia sẻ với mọi người nhé. Đầu tiên là về những thông báo của bộ giáp, nó không có gì nhiều đâu, hai đoạn nhỏ thôi mà. Trong nhiệm vụ Second Chance, sau khi xử lý quân địch tại công viên, bạn sẽ phải đi xuống một đường ống cống. Tại đấy có một dây điện hở, bạn sẽ không bị giật đâu, cơ mà bộ giáp sẽ hiện lên cảnh báo 1,21 GW. Nó liên hệ tới Back to the Future, khi mà chiếc DeLorean cần 1,21 GW năng lượng để có thể du hành thời gian. Cũng liên quan đến xe thì trong phân đoạn này, nếu như bạn đi quá nhanh, chiếc camera tốc độ sẽ chụp lại và bộ giáp sẽ cảnh báo luôn rằng bạn đã bị nhận vé phạt của cảnh sát. Tôi không biết nữa việc một bộ giáp công nghệ cao của quân đội được chế tạo để thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm của nguy hiểm lại có hệ thống cảnh báo nhận vé phạt của cảnh sát giao thông, nghe nó cứ sai sai thế nào ấy. Chi tiết tiếp theo thì vào thời điểm game mới ra mắt, người chơi console sẽ không thể nào thấy được. Ở nhiệm vụ 12, bạn sẽ phải bước vào một thư viện đang cháy rụi, phía bên tay phải cạnh cầu thang là một cái biển. Ngoài dòng chữ rất to và rõ ra thì ở dưới góc bên tay trái sẽ có một dòng chữ siêu nhỏ khác. Trên bản gốc Xbox 360 và PS3 thì nó sẽ mờ tịt, không nhìn thấy gì cả. Nhưng bản PC thì rõ hơn hẳn, chúng ta có thể nhìn thấy nó ghi rằng: Haha, không ai đọc được cái này cả, nó nhỏ quá mà, chơi vui nhá. Ngoài ra, ở phía ngoài đường phố cũng có một bí mật mà có thể các bạn đã dễ dàng bỏ qua. Trên những chiếc cột điện có mấy cái sticker màu vàng như thế này. Nếu nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy đấy là hình mấy con chó đang giải trí cùng nhau. Hết mấy cái ngắn ngắn rồi, giờ chuyển sang Easter egg tử tế hơn nhá. Trong nhiệm vụ đầu tiên, bạn hãy đi vào đường ống cống ở phía bên tay trái con đường. Nó sẽ dẫn đến ngõ cụ thôi, cơ mà hãy đứng đó đợi và nhìn về phía bên kia. Hình như chúng ta vừa thấy Superman thì phải. Và ngay sau đó là một con người ngoài hành tinh đang đuổi theo. Quá đủ sự kỳ lạ cho ngày hôm nay rồi, nhưng mà game vẫn chưa buông tha chúng ta. Trong nhiệm vụ thứ 7, bạn sẽ phải đi một cái cầu thang máy. Khi cửa mở thì phía bên tay trái chỉ là ngõ cụ thôi, cơ mà bạn sẽ thấy một cái thang máy khác. Để mở nó thì hãy đi về phía ngược lại và đơn giản là bật công tắc ở đây thôi. Khi mà đèn đỏ sáng lên thì hãy quay lại cái thang máy đó và ẩn nút. Well, ít ra họ vẫn tìm được niềm vui giữa cuộc xâm lăng ngoài kia. Nói về niềm vui thì cũng phải có nỗi buồn, do đó chúng ta sẽ đi phá bĩnh quãng thời gian giải quyết nỗi buồn của người khác. Trong nhiệm vụ 16, nếu đi về phía bên tay trái của hòn đảo, bạn sẽ thấy một cái toilet di động. Giờ thì bắn vào nó đi. Hey, it's occupied. Come on, leave me alone. Hey, cut it out. It's not gonna happen any faster. Leave it out, man. Tôi thấy việc này còn tệ hơn cả tra tấn nữa. Cũng tại nhiệm vụ này, những yêu cầu cuối cùng là phải đánh bại Lockhart bằng cách nối lại hệ thống điện và vô hiệu hóa bẫy EPM mà hắn răng ra cho người chơi. Nhưng ngoài ra, bạn cũng có thể làm thêm vài việc nữa. Ví dụ như là ở cạnh cái đường ống khí này, hãy tương tác với cái máy, nó sẽ làm thay đổi đường dẫn của hệ thống điều hòa. Sau đó gạt cái cần này để tắt hết điện đóm. Đi tiếp theo nhiệm vụ đến căn phòng này thì tương tác với máy chủ tại đây trước khi nhảy xuống cống. Giờ hệ thống điều hòa đã được dẫn vào phòng của Lockhart. Bước cuối cùng là vặn cái van này. Bạn sẽ thấy nó được dùng để dẫn khí heli. Bây giờ hãy thưởng thức giọng nói mới của phản diện game. Tin
Đó cũng là easter egg cuối cùng trong phần chơi chiến dịch của Crisis 2. Nếu như bạn vẫn còn thấy vương vấn khi credit bắt đầu chạy, thì đừng lo, hãy ấn nút bắn 5 lần, một minigame sẽ xuất hiện, cho phép bạn chơi đến tận phút cuối cùng. Còn nếu như bạn ấn nút tham gia membership 5 lần thì các bạn sẽ được chơi mình đến tận phút cuối cùng. Chỉ với một chút ủng hộ bằng cách tham gia vào chương trình membership, các bạn đã tạo động lực cho kênh tiếp tục làm ra những content tốt hơn và thú vị hơn trong tương lai. Bù lại, chúng mình cũng sẽ đem đến cho các thành viên những lợi ích khác như là xem trước video, xem nội dung độc quyền, tham gia group chat ẩn trên Discord và được nhận cũng như được giảm giá merchandise của Fair Game khi chúng mình có. Để tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn hãy ấn vào nút phía dưới nhé. Tham vọng là con dao hai lưỡi. Advent Rising là một tựa game ra mắt năm 2005 cho Xbox và PC. Nếu bạn tìm game trên Steam thì sẽ thấy nó được đánh giá khá tốt, với các bình luận gần nhất nói về sự đáng tiếc khi một cốt truyện bị dừng lại ở một cái cliffhanger và sẽ không bao giờ có sequel để hoàn thiện. Nếu bạn tải về chơi thì chắc cũng sẽ có nhận xét tương tự. Advent Rising là game thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ ba kết hợp với siêu năng lực và khả năng nhảy lộn vòng tròn tránh đạn thường thấy của điện ảnh những năm 2000. Chơi khá là mượt, gần như không có màn hình loading và thậm chí còn có cả lựa chọn pause, reset và skip mỗi cutscene nữa, thứ mà không phải game AAA nào cũng có, kể cả là bây giờ. Tuy nhiên, vào thời điểm ra mắt, Advent Rising lại là tiêu điểm của sự chỉ trích, một thất vọng. Lý do á, vì nó quá nổi tiếng. Đây là tựa game bị phản bội bởi marketing và chính tham vọng của nó, thậm chí còn nổ đến mức sẵn sàng trao $1 triệu cho game thủ. Spoiler này, không có $1 triệu nào cả. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu với Donald Mustard. Donald cùng em trai của mình, Jeremy, là những con người rất yêu các tác phẩm về vũ trụ. Họ nuôi ý định là một bộ phim lấy đề tài khoa học viễn tưởng từ hồi thiếu niên và mong rằng trong tương lai sẽ có thể biến nó thành hiện thực. Nhưng rồi, Final Fantasy 7 ra mắt làm cho hai anh em nhận thấy tiềm năng của video game trong việc kể một câu chuyện. Do đó, họ bắt đầu học về công nghệ máy tính và có được một chân vào công ty CliffX. Ok, không vấn đề gì cả. CliffX cũng là công ty làm game mà. Nhìn những sản phẩm mà họ tạo ra này. Tranh minh họa tạp chí cho Diablo 2. Quảng cáo cho Mortal Kombat Deadly Alliance. Thiết kế bìa hộp cho Spider-Man. À, CliffX là một công ty chuyên về hình ảnh quảng bá game. Họ chưa làm game bao giờ cả. Cũng không sao, bước đầu tiên bao giờ cũng là bước khó nhất mà. Đây chính là khoảng thời gian mà Donald bắt đầu biến ý tưởng bộ phim đề tài vũ trụ của mình thành một kịch bản game, phát triển nó và đặt tên sản phẩm là Advent Rising. Để đảm bảo đây sẽ là câu chuyện tuyệt vời nhất, anh còn thuê cả nhà văn nổi tiếng Orson Scott Card để về làm biên kịch. Ông chính là tác giả của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Ender's Game. Ồ, vẫn chưa hết đâu, vì Donald là một người rất tham vọng. Bạn thấy đấy, mặc dù tất cả ý tưởng vẫn chỉ nằm trên giấy, nhưng mà trong thâm tâm Donald đã muốn xây dựng một vũ trụ Advent rồi. Trong khi còn chưa có đội ngũ phát triển tử tế, anh đã muốn game phải là một trilogy rồi. Kèm theo đó là một loạt những tiểu thuyết được Orson Scott Card viết, song song với đó còn là một series truyện tranh nữa. Donald muốn cả ba loại phương tiện truyền thông này phải chạy đồng thời với nhau. Trích lời anh, nguyên văn là anh muốn khán giả không biết đây là game chuyển thể từ truyện hay là truyện chuyển thể từ game. Anh muốn họ phải khó hiểu. Ý tưởng là vậy, nhưng mà đội ngũ ở CliffX là quá nhỏ, chưa đến 10 người, do đó Donald phải tìm nhà phát hành. Anh liên hệ hết nơi này đến nơi khác, tất cả đều từ chối tại vì đơn giản thôi, nổ to quá. Một game của anh có chắc chắn là thành công không mà lại mong muốn được cấp vốn và nhân lực cho tận 3 game, một đống tiểu thuyết và còn truyện tranh nữa. Dù vậy, Donald đã gặp may vì cuối cùng cũng có một công ty đồng ý. Đó là Majesco Entertainment. Gọi Majesco là một công ty vô danh thì cũng không phải. Họ cũng đã phát hành nhiều tựa game nổi tiếng trên các nền tảng khác nhau như là Tom Clancy's Rainbow Six lên máy Sega Dreamcast hay là tựa game classic Psychonauts. Dù vậy, họ vẫn chưa được nhúng tay vào một sản phẩm AAA tử tế nào cả và quyết định Advent Rising sẽ là thứ lấp đầy chỗ trống đó. Thế là Majesco đã rất phóng khoáng cho Donald thêm người để phát triển tựa game này. 12 người hẳn hoi. 12 người. Đến lúc đó tính ra tổng thành viên của đội ngũ làm game chỉ có tầm trên 15 người gì đấy. Đến cả Halo 1 còn có 40 người làm. Lý do vì sao? Vì tiền đổ hết vào marketing. Donald nổ thế nào thì Majesco nổ gấp đôi. Nào là Advent Rising là sự kết hợp giữa Star Wars và Halo. Thậm chí nhiều người còn gọi đây là Halo Killer. Quảng cáo cho game còn len lỏi được vào các rạp chiếu phim nữa. Nhưng mà cái khiến cho người ta để mắt nhất là đây này. Thế nhiều số không chưa? $1 triệu. Chỉ cần mua game và tham gia một cuộc thi do Majesco tổ chức là người chơi sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng $1 triệu. Không quy đổi thành hiện vật, cũng không phải là tổng giải thưởng. Một người thắng và người đó nhận được $1 triệu tiền tươi. Cuộc thi này có tên là Race to Save Mankind và trong đó người chơi sẽ phải nhặt đủ những biểu tượng được giấu ở mọi nơi trong game. Người nhanh nhất sẽ là người giành chiến thắng. Nghe thấy thơm không?
thởm quá còn gì nữa. Đôi bên cũng có lợi. Cái số 1 triệu to lù lù đó khiến cho cả những ai chưa nghe qua về Advent Rising cũng phải chú ý. Chiến dịch marketing hiệu quả thế còn gì nữa. Đáng tiếc là những gì xảy ra sau đó lại không được như mong muốn. Doanh số bán ra của game rất tệ. Mà Chesco đã quảng bá Advent Rising như thể đây sẽ là một tuyệt tác mới của ngành game. Nhưng mà không phải, nó chỉ là một tựa game bình thường thôi. Bản trên Xbox lại còn bị lỗi tè le nữa. Xong rồi tại vì Donald ngay từ đầu đã xây dựng một trilogy, cho nên cái gì trong game cũng bị giang dở, đặc biệt là ending. Và vì game không bán được, cho nên họ làm gì có 100 triệu đô la để trả cho người thắng cuộc. Nên là 3 tháng sau khi game ra mắt, cuộc thi Race to Save Mankind đã bị cho dừng lại. Với lý do mà Majesco đưa ra là không thể tiếp tục một cách công bằng do sự hiện diện của hacker và data miner tìm cách ăn gian cuộc thi. Lý do này thực ra chấp nhận được, tại vì trên YouTube có người đã tìm được cách để đi xuyên qua một cánh cửa không thể mở một cách thông thường và thấy bên trong là một thử thách platforming có vẻ là một phần của cuộc thi kia, và nếu anh ta làm được thì chắc người khác cũng có thể. Vậy đó, cơn sóng Advent Rising chết nhanh chóng ngay sau khi được đưa lên kệ. Majesco từ đầu đến nay thì cũng không có sản phẩm nào nổi bật nữa. Cliffix thì được một bên thứ ba mua lại đúng một năm sau khi Advent Rising ra mắt luôn. Còn Donald Mustard á? Có lẽ anh là điểm sáng duy nhất của câu chuyện này. Donald sau đó đã thành lập nên Chair Entertainment. Nếu các bạn từng nghe qua thì cũng không quá ngạc nhiên, vì đây chính là studio đã làm ra bộ 3 game Infinity Blade. Chair sau đó được Epic Games mua lại, và qua thời gian, Donald từng bước lên chức, cuối cùng trở thành giám đốc sáng tạo của Epic và chính là nhân vật quan trọng trong sự phát triển của Fortnite từ những bước đầu tiên. Câu chuyện của game qua các mùa là từ đầu óc của Donald mà ra. Giờ đây cái tên của anh được đưa vào danh sách những người dẫn đầu ngành game, thu về được không biết bao nhiêu tiền. Sau 25 năm gắn bó với nghề, vào tháng 9 năm 2023, Donald quyết định về hưu và nhận được lời cảm ơn của vô số game thủ cũng như content creator Fortnite trên toàn thế giới. Rõ ràng, Donald đã biến thất bại của Advent Rising thành một bài học để có thể làm tốt hơn và thực sự đã trở thành một người thành công. Niềm tin đặt nhầm chỗ. Không biết các bạn có nhớ không, nhưng mà hồi năm 2020, THQ Nordic đã ra mắt phiên bản remaster của Kingdoms of Amalur: Reckoning mang tên Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, vô cùng sáng tạo. Nó cũng bình thường thôi, đây là thời đại của remaster, remake các thứ mà. Nhưng riêng trường hợp này thì hơi hài một tí, tại vì nó gợi lại câu chuyện về sự phát triển của bản game gốc, thứ mà bạn biết đấy, nợ chính phủ Hoa Kỳ 75 triệu đô la ấy. Câu chuyện bắt đầu với Curt Schilling. Ông là một vận động viên, sau này trở thành bình luận viên bóng chày nổi tiếng. Dù đam mê với thể thao nhưng mà ông vẫn cực kỳ hứng thú với video game, đặc biệt là World of Warcraft. Niềm đam mê này đi theo Curt đến cả khi ông đã nghỉ hưu khỏi giới bóng chày. Do đó ông đã nghĩ đến một hướng kinh doanh mới, đó là làm game. Vào năm 2006, Curt thành lập nên Studio 38 và bắt tay vào làm sản phẩm đầu tiên của mình vào năm 2008. Sản phẩm đó chính là Kingdoms of Amalur. Vì là một người có tiếng tăm cho nên Curt đã thu hút được rất nhiều tay to mặt lớn về hỗ trợ mình, như là tác giả của bộ truyện Spawn, Todd McFarlane, nhà soạn nhạc video game nổi tiếng Grant Kirkhope, và thậm chí còn lôi được cả Ice Cube về để quảng bá game cho mình cơ. Bối cảnh và cốt truyện cho game là yếu tố được đặc biệt chú trọng. Số lượng lore mà Studio 38 viết ra có thể tổng hợp lại thành vài cuốn tiểu thuyết luôn, trải dài từ nhiệm vụ cho đến lịch sử vũ khí. Nhưng mà như các bạn đã biết, làm game không hề rẻ. Curt Schilling dù có nổi tiếng và giàu đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể một tay làm ra game AAA được. Do đó, ông đã tìm đến sự giúp đỡ của Hội đồng Phát triển Kinh tế Rhode Island, một văn phòng chính quyền địa phương có chức năng cung cấp vốn cho người dân. Điều kiện cũng đơn giản lắm, nếu như dự án đó được cho là sẽ mang lại lợi ích cho tiểu bang Rhode Island về mặt du lịch, về mặt kinh tế địa phương hay là đem lại việc làm, thì khả năng được cấp vốn sẽ cao hơn. Curt tự tin, lên văn phòng và nói to rõ ràng rằng Studio 38 của ông sẽ tạo ra công ăn việc làm cho 450 người. Rhode Island nghe xong thì đồng ý luôn. Thực ra họ còn không cần phải nghe ông giải thích, chỉ cần cái danh của Curt Schilling thôi là đủ tín rồi. Vậy là tiểu bang đã cấp vốn cho Curt một số tiền không tưởng, 75 triệu đô la. Nghe khổng lồ đấy, nhưng mà tất cả sẽ bị Kingdom of Amalur tiêu hết. Công cuộc phát triển được thực hiện ngay và luôn. Một văn phòng studio mới được thành lập ở Rhode Island và 160 nhân viên được thuê nhanh chóng. Mọi thứ nghe có vẻ toán mấu hướng, nhưng mà khi ngồi tính toán lại thì để trả số tiền kia, Studio 38 sẽ phải ra mắt một con game mỗi năm và tất cả đều phải thành công trong nhiều năm liên tiếp. Một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nhưng mà Curt kệ, ông cứ tập trung vào phát triển Kingdoms of Amalur, ký kết với EA để họ phát hành game và mua thêm một studio nữa để có nhân lực phát triển. Lore của game to đến mức mà trải dài 10.000 năm, không biết có nhồi hết được vào trò chơi hay không, nhưng mà cứ làm cho hoành tá tràng trước đã. Mọi người đều vui, mọi người đều mừng, mọi người đều hy vọng sản phẩm này sẽ trở thành một blockbuster lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đáng tiếc là nó không được như vậy.
Kingdoms of Amalur: Reckoning ra mắt ngày 7 tháng 2 năm 2012 và bán được 1,5 triệu bản trong 90 ngày. Không tệ, thực sự không tệ chút nào. Cơ mà do số tiền đổ vào công cuộc phát triển nó nhiều quá, cho nên 1,5 triệu bản thực ra chẳng là cái đinh gì cả. Cơn ác mộng đến đây bắt đầu. Hóa đơn đầu tiên của chính quyền Rhode Island đến studio yêu cầu phải trả 1,123 triệu đô. Những tháng tới sẽ là những hóa đơn mới. Lãnh đạo của Studio 38 đã làm gì? Họ không trả, vì có tiền đâu mà trả. Lúc này thì hội đồng phát triển kinh tế bắt đầu phát điên. Cả tiểu bang vừa mới mất 75 triệu đô la vào một con game xịt. Tính tỷ giá năm 2012 thì đó là 1.500 tỷ đồng ý. Cả năm đó lời qua tiếng lại giữa hai bên với nhau. Cuối cùng thì Studio 38 tuyên bố phá sản và chỉ một cái email, tất cả 400 nhân viên đã bị thôi việc, trong khi còn chưa được trả đủ lương. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Chính quyền Rhode Island vẫn kiện Kurt Schilling vì đã hoang phí số tiền có thể được dùng để phát triển tiểu bang. Họ thắng, nhưng mà chỉ lấy lại được 4,5 triệu đô cùng với franchise Kingdoms of Amalur mà thôi. Sau đó như chúng ta đã biết, THQ mua lại nó và ra mắt bản remaster năm 2020. Và rồi đến năm 2021, nhân viên của Studio 38 cuối cùng cũng nhận được lương của mình. Cơ mà cao nhất cũng chỉ đến được 20% số tiền mà lẽ ra họ được trả mà thôi. Xong rồi, buồn cười. Tiền được trả bằng séc qua đường bưu điện và được chuyển đến địa chỉ của các nhân viên theo hồ sơ từ 9 năm trước. Nhiều người đã chuyển nhà xưa nó rồi. Thành ra có một số gia đình lại nhận được lương của một ai đó mà họ không hề hay biết. Còn Kurt Schilling thì sau đó đi làm biên tập viên cho Breitbart News, một trang báo cực hữu của Hoa Kỳ. Và cuối cùng sẽ là thời lượng của vòng điểm thưởng, nơi chúng mình liệt kê một số sự thật nho nhỏ cho các bạn tráng miệng ở cuối video. Vào năm 2005, nhà hoạt động chống lại video game Jack Thompson đã gửi một bức thư ngỏ cho toàn thế giới mang tên Đề xuất khiêm tốn về một trò chơi điện tử. Trong đó nói rằng ông sẵn sàng quyên góp cho từ thiện 10.000 đô la, miễn là có ai đó dám tạo ra một tựa game mà trong đó người chơi có thể giết nhà làm game. Jack đinh ninh rằng sẽ không có ai làm một game như vậy đâu, tại vì ông tưởng là nhà phát triển sẽ sợ chính họ đang đào tạo game thủ giết họ. Cơ mà Jack đâu biết là 2 năm trước đó, Postal 2 đã có phân đoạn cho phép chúng ta giết tất cả nhân viên của studio Running With Caesar, bao gồm cả CEO luôn. Jack Thompson dĩ nhiên mặc kệ và không nhả ra một xu nào luôn. Cơ mà đại diện của trang web Penny Arcade đã thay mặt Jack quyên góp 10.000 đô cho từ thiện. Tiếp theo, họa sĩ của Bioshock Infinite, Claire Hummel, sau khi nhìn thấy rất nhiều fan art 18 cộng của nhân vật Rosalind Lutes đã rất tức giận vì bọn họ vẽ toàn sai. Thế là Claire đã đăng một bài hướng dẫn vẽ trang phục của Rosalind lên Tumblr luôn, từng lớp áo một, nói rằng đã vẽ thì phải vẽ đúng, fan art hay là tranh bòn thì cũng phải nghiên cứu bài bản trước khi vẽ, chứ múa bừa bừa thì xúc phạm nhân vật của Claire quá. Còn nữa, Bionicle Heroes là một tựa game bắn súng góc nhìn thứ ba cho phép bạn vào vai Katoa đi đánh bại Piraka, tuổi thơ của mình đấy. Nếu các bạn để yên game, không ấn gì trong tầm 5 phút, Katoa sẽ thực hiện những animation khá thú vị. Và đó cũng là kết thúc của số soi game ngày hôm nay. Nếu các bạn thích nội dung của chúng mình thì hãy nhớ like video và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.